Hình bóng mẹ hiền khuất xa, hình bóng mẹ chẳng phai nhòa, trong lòng con thương nhớ mẹ. Con vẫn biết giờ phút mẹ về trời cao là khi hương phúc rát rào, mà sao con vẫn nghẹn ngào. Chúa chính là người mẹ của con, Chúa chính là mẹ hiền muôn đời. Con xin Chúa dù tình xót thương, cho mẹ con sống trên thiên đường. Chúa đã xuống trần đồ tràn tình thương, chính Chúa đã dạy thờ cha kính mẹ, cho con biết yêu mẹ kính cha, cho đoàn con sống vui một nhà. Con hằng nhớ từng tiếng mẹ hiền hát ru, nhịp vọng nhẹ nhàng đôi bờ, cho đời con bao ước mơ. Con hằng nhớ chiều sớm mẹ dìu đoàn con, nhịp chân về chốn thánh đường, tụng ca danh Chúa tình thương. Chúa chính là người mẹ của con, Chúa chính là mẹ hiền muôn đời. Con xin Chúa dù tình xót thương, cho mẹ con sống trên thiên đường. Chúa đã xuống trần đồ tràn tình thương, chính Chúa đã dạy thờ cha kính mẹ, cho con biết yêu mẹ kính cha, cho đoàn con sống vui một nhà. Trong trời cao cùng đích cuộc đời chúng con, là chốn mẹ hằng khấn nguyện, cho đoàn con luôn vững lòng. Trong tình Chúa hạnh phúc chẳng hề đổi thay, mẹ con gặp gỡ sum vầy, niềm tin kiên vững chẳng lay. Chúa chính là người mẹ của con, Chúa chính là mẹ hiền muôn đời. Con xin Chúa dù tình xót thương, cho mẹ con sống trên thiên đường. Chúa đã xuống trần đồ tràn tình thương, chính Chúa đã dạy thờ cha kính mẹ, cho con biết yêu mẹ kính cha, cho đoàn con sống vui một nhà. Chúa đã xuống trần đồ tràn tình thương, chính Chúa đã dạy thờ cha kính mẹ, cho con biết yêu mẹ kính cha, cho đoàn con sống vui một nhà.
trong tâm tình chia sẻ với người. Ban hành là của Bộ Công an chúng tôi đến đây nói lời tiễn biệt và chia buồn sâu sắc đến thân quyến. Cách riêng đối với ông Định Nguyên, trưởng ban điều hành giáo hội Luce và bà Maria, hiện đang là trưởng ban hiệp hội đồng đức giáo phận trung ương, chúng tôi xin tri ân bà rất nhiều đã nuôi dưỡng và dạy dỗ các con, cộng tác các cộng đoàn giáo sứ trung ương, và cũng rất nhiều cháu của bà hiện tại cũng đang tham gia những công tác từ giới trẻ đến giáo lý, đã hỗ trợ rất nhiều cho giáo sứ trung ương trong thời gian vừa qua. Trong tâm tình tri ân, chúng tôi gửi đến lời tri ân đối với quý vị và chia buồn thật sâu sắc đối với tăng quyến. Nguyện Chúa đấng đầy lòng thương xót thương ân xá và ân ban cho người và cụ thân yêu của chúng ta được những ơn lành hồi xác và sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Trong tâm tình đó, về phía thượng vụ và cộng đoàn giáo xứ chúng con cũng tri ân và kính biệt bà. Những người kỳ cựu của cộng đoàn Lan Ngà về đến đây, chúng con trên bạch vì đây cụ, bà mẹ và bà bác của các cháu ở trong giáo xứ Trinh Vương. Trong tâm tình thân thương đó, chúng con nguyện xin Chúa thương bà, và khi bà về với Chúa, cũng nhớ hãy cầu nguyện cho tất cả tam quyến và tất cả chúng con nữa. Trong tâm tình đấy, xin kính mời mọi người cùng tham dự giờ kinh nguyện tiếng Việt hôm nay. Con và thánh thần, con hãy tin tưởng vào Thiên Chúa và Ngài sẽ nâng đỡ con. Con hãy cứ thẳng đường và hy vọng vào Ngài. Con hãy kính sợ Ngài và bền vững mãi mãi như thế. Chúng ta từ Thiên Chúa mà đến trần gian, và khi qua khỏi cõi trần, chúng ta lại trở về với Thiên Chúa. Ý thức dập mạch nói với chúng ta rằng, cụ bà Maria sắp rời căn nhà trần gian này để về ngôi nhà đời đời, lìa bỏ thân nhân, bạn bè để trở về với Thiên Chúa tình thương. Trong giây phút ly biệt, khi mà khuôn mặt thân yêu của cụ bà Maria sẽ không còn được nhìn thấy trên trần gian này nữa, chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giêsu và xin Người mở rộng cửa trời và đón nhận cụ bà Maria vào nhà cha muôn đời. Nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Thưa anh em, về những ai đã ăn rất ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu Kitô đã chết và sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người Đức Giêsu thế được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu. Đó là lời Chúa. Thân quyến thân mến, giữa cơn thử thách này, chúng ta hãy ngước nhìn lên Chúa Giêsu Kitô, đấng đã cam lòng gánh chịu bao đau khổ của chúng ta và tha thiết dâng lời cầu xin. Lạy Chúa, chúng con cảm thấy mình bất lực khi phải đương đầu với mầu nhiệm sự chết. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Đứng trước cành chia ly này, chúng con nài xin Chúa yên ủi chúng con trong giây phút lo âu bối rối này. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Ước chi chúng con nhớ mãi hình ảnh của bà Maria và hy vọng sẽ gặp lại nhau trong nhà cha muôn đời. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện đến Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, vì Cha thể dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chúa
được cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho mọi sự giữ. Amen. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn xác tín sự chết nơi thân xác của bà Maria không phải là tan chế hay tuyệt vọng, mà là niềm tin của Đức Kitô và hy vọng được chia sẻ vinh quang với người. Xin cho chúng con biết làm cho đời sống mình trở lên của lễ sống động, thánh thiện, mà khẩn nguyện cho cụ Maria để mọi yếu hèn do thân phận con người của cụ Maria sẽ được lòng thương xót hài hòa của Chúa thanh tịnh và thứ tha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ông bà, anh chị em và gia quyến thân mến, giờ đây chúng ta hết sức bồi hồi khi tiến đưa cụ Maria là người thân yêu của chúng ta đến thánh đường tham dự thánh lễ cuối cùng của đời mình. Không xúc động sao được khi cụ Maria rời bỏ căn nhà lần này sẽ không trở lại, để lại đằng sau bao nhiêu ruồng bỏ nhà, kỷ niệm vui buồn của thương mến, để lại những người thân mà thì cụ Maria đã một đời yêu thương. Chúng ta hãy ngước nhìn lên Thiên Chúa Giêsu, thập giá Chúa Giêsu, nhớ lại giây phút Chúa đã tiễn biệt người mẹ thân yêu khi cha mẹ cho người môn đệ yêu đơn giấu, để xin Chúa nâng đỡ chúng ta trong phút giây này. Xin cho mổ nhiệm các thánh của Hồng Kông tiếp tục chiếu sáng tâm hồn, để chúng ta xác tín rằng dù người thân của chúng ta đã bước sang cuộc sống mới, vẫn tiếp tục hiện diện với Chúa, với chúng ta cách thức mà chỉ một mình Chúa biết, để cầu, để bầu cho chúng ta. Và giờ ngày gặp lại Chúa chúng ta lên quê trời, chúng ta khẩn xin Chúa tha thứ lỗi lầm của cụ Maria và đưa cụ Maria vào nước Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, đã đến lúc cụ bà Maria ra từ căn nhà này, bỏ lại bao người thân đang thương nhớ. Xin cho chúng con giữ mãi hình ảnh thân thương, trìu mến của cụ bà Maria. Xin đừng để chúng con phải ngậm đắng nuốt cay như người bị mất mát, hay tiếc nuối những chuyện không đâu, nhưng xin cho chúng con tràn trề hy vọng sẽ được gặp nhau trong nước trời, là nơi Chúa quy tụ mọi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Từ vực sâu tôi con cầu xin Chúa, Chúa ơi. Từ vực sâu thương Jesus Maria, Giuseppe, con ben Dio, sin
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Tạm biệt mọi người, tôi phải ra đi. Nợ trần ai tôi đã trả xong rồi, chẳng còn gì lưu luyến thêm chi. Bởi trần gian đâu phải là cõi phúc. Tạm biệt mọi người thân yêu, từ đây tôi ra đi theo lời mời của Chúa, về nhà trời hưởng phúc yên vui. Trong tâm sâu tôi khấn nguyện cuối chân ai tôi đã trả xong rồi, chẳng còn gì lưu luyến thêm chi. Bởi trần gian đâu phải là cõi phúc. Tạm biệt mọi người thân yêu, từ đây tôi ra đi theo lời mời của Chúa, về nhà trời hưởng phúc yên vui. Trong tâm sâu Chúa, đi về nhà Chúa, dâng ca chúc khen.
chiều thần thánh, con ca danh Chúa ôi tuyệt vời. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa, con ơn xin tri ân Ngài Chúa. Thank you.
công nhân Chúa cho mẹ sống lại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa chúng con là Thiên Chúa và là Chúa chúng con người hằng sống và hiện diện cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài kinh sách cùng nguyện linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa và nỗi thống khổ của sự chết không đụng tới các ngài. Đối với mắt những người không hiểu thì các ngài đã chết và việc các ngài ra đi bị coi là bất hạnh. Việc các ngài lìa xa chúng ta là rơi vào cảnh diệt vong, nhưng thật ra các ngài đang hưởng bình an. Dẫu theo mắt người đời thì các ngài chịu khổ khổ, nhưng thật ra các ngài vẫn tràn đầy hy vọng và bất tử. Sau khi chịu sửa phạt chút ít, các ngài sẽ được hưởng muôn vàn ơn phúc, vì Chúa đã thưởng các ngài như thưởng vàng trong lửa và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêng. Đó là lời Chúa. Con
chị em. Ta nắm chắc được câu trả lời
Hơn nữa, câu trả lời đó không chỉ là câu trả lời của lý thuyết, của niềm tin ngây ngô thiếu căn cứ, mà là câu trả lời chắc chắn, có căn cứ vững vàng. Đó là sự phục sinh của Chúa Giêsu. Thánh Phaolô cũng đã nói, nếu Đức Kitô không sống lại thì lời rao giảng của chúng tôi là trống rỗng và đức tin của anh em cũng hão huyền vô ích. Con người được sinh ra để sống và đạt đến hạnh phúc vĩnh cửu, trong khi đó sẽ là một dạng dược không thể nào tưởng tượng nổi khi mà hạnh phúc lại chấm dứt khi ta tắt thở hoặc sống, hoặc là sự sống cũng chấm dứt hoàn toàn sau khi chết. Thử hỏi Thiên Chúa là chủ sự sống và hôm nay như chính lời Chúa Giêsu nói Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, thì Chúa đã tạo dựng con người để họ được thông phần sự sống của Ngài, mà lẽ nào Ngài chỉ để cho ta sống cuộc đời ngắn ngủi mấy mươi năm trần thế thế thôi sao? Lẽ nào chương trình của Ngài bị phá sản? Không, thưa cộng đồng, phẩm tính quyền cửu và quyền năng của Thiên Chúa không cho phép bản tính nhân loại khi đã mang về cái quyền cửu của Ngài là chấm dứt cách ngắn ngủi như vậy. Điều này còn mạnh hơn nữa khi Thiên Chúa tạo dựng muôn loài nhờ con một của Ngài và trong người con ấy, Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa cứu độ mọi sự. Chắc chắn là Thiên Chúa cứu độ mọi sự thì sự chết mà không được cứu độ sao? Vâng, Thiên Chúa đã tái sinh sự sống bị mất do tội lỗi gây ra bằng cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Cho nên một khi đang sống sự sống mới của Đức Kitô, ngay khi sống kiếp lưỡng khác trên trần gian này và từng ngày đang chết cái chết của Đức Kitô, khi biết được bỏ tội lỗi xác thịt và đam mê, thì không còn gì phải phăng phăng khi cái chết thật nó đến. Mà đúng hơn, thưa bạn chị em, ta phải vui mừng vì mình đã sống trước sự sống vĩnh cửu. Cái chết thể xác chỉ là bước chuyển tiếp để ta sống hoàn toàn sự sống vĩnh cửu dành cho ta mà thôi. Nhìn vào cuộc đời của bà Maria, có thể nói người thân yêu của chúng ta đây không nhịn sống sự sống của Đức Kitô trong sự nghiệp công đức tin nhờ mình máu Chúa, nhờ các vinh tích, mà còn sống trước sự sống đích thực của mọi người trên đường lưu hành về trời. Tại sao Paul lại nói dám nói chắc như thế? Con gửi đến ông bà chị em tạm biến của mình này để ta suy tư. Cha mẹ ta luôn chỉ khỏe sống ở trong các phòng, có thể là ông một phòng, bà một phòng hoặc cả hai cùng một phòng. Thế mà lúc trẻ mua đau bệnh cái rất tự nhiên, cái bộ đường ra con ra cháu giờ đi giường ra ngoài mà gần đâu, ở ngoài phòng khách, gần bàn thờ, gần là biển, gần chỗ để áo qua. Còn là con thấy có gì đó nghe, con hay nghĩ vớ vẩn trong suy tư. Khi trẻ ta đi vào tất trong nhà, đúng mọi chiều kích, không gian gia đình, tình yêu, đời sống, để ta lo, để ta chia sẻ hết mọi sự với tất cả những người ta yêu thương. Thế nhưng khi ta về nhà, ta đi dần 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 ra ngoài cửa, và cũng đúng hết mọi phương diện luôn. Và thế là đi luôn, ngày được đưa đi an táng. Đó chẳng phải là lời mời gọi hết sức là mạnh mẽ rằng ở đời này tất cả dù thân thiết, dù quý giá đến đâu cũng phải bỏ lại đó sao? Thế thì ta chiếm được để làm gì? Ta bám víu làm gì? Ta không tự giết bỏ thì cũng có người mang lớn bỏ ra thôi. Và đặc biệt cái chết nó sẽ tước đoạt hết đấy thôi. Nói đến đây có lẽ cũng là những hai điều gia cảnh của gia đình con sẽ cười và nói là cha đang nói cuộc đời của cha không thương bạn chị em, con thương ai cũng thế,
ta chỉ nên ở lại bám víu vào Chúa mà thôi. Ta chỉ có một hành trình và một hành trình. Bởi ngày còn trẻ, bà cùng ông kiến tạo gia đình mái ấm cho các con. Nhưng khi về già, nhất là lúc yếu sức hẳn đi, bà được các con, các cháu đón đưa chăm sóc như một cuộc dịch chuyển. Cho nên hôm nay, Chúa cầm tay bà và đưa bà rời xa chúng ta mà bước vào sự sống mới. Ta tin tưởng Thiên Chúa nhân lành đã hoặc sẽ sớm cho bà. Người thân yêu của chúng ta hiệp thông trọn vẹn với Chúa trong hạnh phúc đời đời. Lạy Chúa là Cha nhân lành, Cha đã an bài cho người thân yêu của chúng con được hưởng hạnh phúc là cuộc đời trần thế cách phong phú giữa gia đình, lũ cháu, đàn con rất bình an và thanh thản. Và giờ đây Cha lại đưa người thân yêu của chúng con ra khỏi trần gian về với Cha. Xin Cha cho bà Maria, mẹ của chúng con, bà của chúng con được hưởng hạnh phúc, hưởng trọn vẹn niềm vui kết hiệp cùng Cha trong tình yêu và trong ánh sáng vĩnh cửu. Xin Cha yêu thương và chúc lành cho tất cả những ai đã khó nhọc chăm sóc yêu thương bà của chúng con đây suốt những chuỗi ngày trần thế. Xin Cha an ủi nỗi mất mát của chúng con. Amen. Chúa Giêsu Kitô đã chết để tiêu diệt sự chết nơi chúng ta và đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống mới. Tin tưởng và hy vọng nơi Người, chúng ta dâng lời nguyện xin. Mọi người đều phải chết như Adam thế nào thì cũng sẽ được sống lại trong Đức Kitô như vậy. Xin cho ta tin hữu suốt đời chúng phần bước theo Chúa. Và nay đã qua đời được chung hướng niềm vui nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Ai đã làm điều gì thì sẽ sống lại để bị thấy an. Xin cho những ai đang lìa xa Chúa cảm được Chúa thân thần tung dùng cho hoan cài trở về với Chúa, sống tốt đẹp để tìm được bình an tại thế và hạnh phúc nước trời muôn đời. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Xin cho linh hồn Maria mà chúng ta cứ hành thân để an táng hôm nay được Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm và đưa vào hương hạnh phúc muôn đời với mà tìm được an ủi và sức mạnh đỡ ngâm trong cơn thử thách này. Lạy Chúa, Chúa đã ban sự sống đời đời cho chúng con khi cho con Chúa sống lại từ còn chết. Xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện mà cho linh hồn Maria được hưởng niềm hạnh phúc muôn đời với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Oh,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Thánh Chúa, xin đoán thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và điều trị muôn đời. Thank you.
nhiều lầm lỗi sầu đau. Xin tạ lỗi người ơi, hôm nay con giã từ cuộc đời. Nguyện xin máu Thánh Chúa xóa tội con rồi, để con an vui về với Chúa. Đời người nơi bến dâu mang sầu đau, những lúc đang hững hờ Chúa đến nào ngờ. Trong đơn côi hay ngày mới, người ơi lúc Chúa tới, giã từ kiếp người về nơi an vui. Xin ở lại thôi hỡi người ơi, thôi nghẹn lời, hôm nay con giã từ cuộc đời. Xin ở lại thôi người thân ơi, thôi lệ rơi các bụi về với Chúa trời. Đời người năm tháng trôi bao lầm lỗi, Chúa hỡi con yếu hèn sao lắm buồn phiền. Hôm nay đây nương nhờ ai, nguyện xin máu Thánh Chúa xóa tội con rồi để con an vui. Xin ở lại thôi hỡi người ơi, con giã từ cuộc đời. Xin ở lại thôi người thân ơi, thôi lệ rơi các bụi về với Chúa trời. Bão tố mưa gió về thêm dối hơn nhiều. Hôm nay đây xin tạ lỗi người ơi, hãy nhớ mãi tôi là cát bụi, nguyện xin thương tôi. Xin ở lại thôi hỡi người ơi, hôm nay con giã từ cuộc đời. Xin ở lại thôi người thân ơi, thôi lệ rơi các bụi về với Chúa trời. Xin ở lại thôi hỡi người ơi, thôi nghẹn lời, hôm nay con giã. Xin ở lại thôi người thân ơi, thôi lệ rơi các bụi về với Chúa trời. Người thân ơi, thôi lệ rơi các bụi về với Chúa trời. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Kitô, khi an nghỉ trong mộ 3 ngày, Chúa đã thánh hóa phần mộ của mọi người tín hữu tin vào Chúa, để khi dùng chôn cất thân xác các phần mộ làm gia tăng niềm hy vọng sông lai. Xin Chúa thương cho tôi tớ Chúa được yên nghỉ trong ngôi mộ này, cho tới khi Chúa là sự sống lại và là sự sống chiếu sáng, làm cho tôi tớ Chúa được phục sinh và trong ánh quang chiếu tỏa từ tôn nhan Chúa, tôi tớ Chúa được nhìn thấy ánh sáng vĩnh cửu trên trời, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Muốn gọi người chị em chúng ta ra khỏi cõi đời này về với Chúa. Vậy chúng ta xin gửi thân xác người chị em này cho lòng đất, để thân xác ấy trở về nơi mình thoát xuất ra. Chúa Kitô là đấng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại. Người sẽ tái tạo thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân thể sáng láng của Người. Vậy chúng ta xin phó dâng người chị em chúng ta cho Chúa, để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của Ngài, và cho thân xác người chị em này được sống lại trong ngày sau hết. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán: Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống và tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin cho người chị em chúng ta đây. Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Lạy Chúa, chúng con này xin Chúa thương xót tôi tớ Chúa đã qua đời, mà cho người đã có lòng ước nguyện làm theo ý Chúa không bị phạt vì những việc đã làm. Để như ở dư thế, đức tin chân thật đã liên kết tôi tớ Chúa với cộng đoàn tín hữu thì trên trời, lòng thương xót của Chúa cũng làm cho tôi tớ Chúa được nhập đoàn với các thiên thần.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Maria được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Maria. Mẹ ơi, mẹ có thâu, liếm thâu cơn của bao linh hồn trong nơi liệt hình. Từng tay chắc húng, chắc đi sang kia. Mẹ hồ phù đơ đơn, sứ giáo sứ Trình Vương, con xin thay lời cho gia đình tăng quyến, xin kính cảm ơn cha trong suốt những tháng ngày. Bà Maria là mẹ, là bà, là bà cố của trong gia đình chúng con, nằm trên giường bệnh cũng đã được cha và quý cha tiền nhiệm thương chăm sóc và thường đưa mình Thánh Chúa đến trao ban cho mẹ Maria của chúng con. Và trong những ngày qua khi bà Maria của chúng con được chú gọi về, cha cũng đã đến chia sẻ nỗi ý niềm mất mát với gia đình chúng con và cầu nguyện cách đặc biệt cho bà Maria của chúng con. Sáng hôm nay đây, cha đã dâng thánh lễ cuối cùng của cuộc đời bà Maria và cha đã cùng đồng hành với gia đình chúng con, với cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Trinh Vương tiễn đưa bà mẹ của chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng con xin được kính cảm ơn cha nguyện Thiên Chúa giàu lòng xót thương và lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria đổ muôn vàn hồng ân xuống trên cha hồ xa. Kính thưa quý chức hội đồng mục vụ giáo xứ Trinh Vương, kính thưa các hội đoàn trong giáo xứ Trinh Vương, một lần nữa tôi xin thay lời cho gia đình tăng quyến xin kính cảm ơn quý vị vì tình thương trong những ngày qua và cả những lúc bà mẹ của chúng tôi nằm trên giường bệnh. Quý vị cũng đã thương, thăm hỏi, giúp đỡ và đặc biệt trong những ngày qua, quý vị đã đến chia sẻ, hướng dẫn gia đình chúng tôi trong lúc bà mẹ của chúng tôi nằm xuống để gia đình chúng tôi biết cách tổ chức tang lễ làm sao cho chu đáo. Gia đình chúng tôi xin kính cảm ơn quý vị. Và chúng tôi cũng cảm ơn tất cả những quý vị hàng xóm láng giềng ở ngay bên cạnh gia đình chúng tôi. Chắc chắn rằng trong những ngày qua, trong lúc chúng tôi lo tang lễ cho mẹ của chúng tôi, chắc chắn rằng vì sự ồn ào đã làm ảnh hưởng tới những sinh hoạt thường ngày của quý vị. Xin vì tình thương, quý vị cũng thương thông cảm cho gia đình chúng tôi. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn quý vị chính quyền các cấp trong những ngày qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình chúng tôi. Một lần nữa, gia đình chúng tôi xin được kính cảm ơn quý chức hội đồng mục vụ, các đoàn thể cũng như toàn thể quý vị. Và một lần nữa, gia đình tăng quyến chúng con xin được kính cảm ơn cha Giuse cũng như ca đoàn đã có những lời ca tiếng hát trong thánh lễ hôm nay và nghi thức an táng thật xuất sắc. Gia đình chúng con xin cúi đầu cảm tạ. Thank you.
qua miền đất mới. Hôm nay người đã gọi con ra khỏi trần đời, lặng nhìn không gian đầy những người thân, đầy những bạn hữu cánh chim xa đàn, để rồi nhớ mãi, để rồi quên mau. Xin cho con dừng chân, cho con dừng chân coi thiên đường suốt đời, để từ đây không mong gì hơn, không mong gì hơn nữa. Xin cho con nghỉ yên, cho con nghỉ yên tháng năm dài ngóng chờ, ngày phục sinh hoàn ca tình yêu cõi thiên đường gieo vui. Hôm nay với chiếc khăn tang nghe hồn ra buồn, hôm nay xa cách người thân biết bao ngậm ngùi, lặng nhìn mây xanh xanh ngát trùng khơi, tìm trong ngày tháng biết bao kỷ niệm trở thành quá khứ, trở thành hư vô. Xin cho con dừng chân, cho con dừng chân coi thiên đường suốt đời, để từ đây không mong gì hơn, không mong gì hơn nữa. Xin cho con nghỉ yên, cho con nghỉ yên tháng năm dài ngóng chờ, ngày phục sinh hoan ca tình yêu cõi thiên đường gieo vui. Đem về trời.
nương phơi nắng, vai gầy mắt thâm lưng còng, còn thiên mẹ thương. Con phố dâng linh hồn mẹ, con tiên dâng linh hồn mẹ, như cánh buồm nhẹ trên sân thuyền tới nguồn mạch sông. Chúa thương linh hồn mẹ, như đóa hồng đẹp xinh.